5 đội quân kỳ lạ trên thế giới. Nếu bạn không thể mạnh hơn đối thủ, vậy thì làm cho đối thủ bất ngờ. Những giải pháp độc đáo lại thường là những giải pháp hiệu quả nhất, đặc biệt là trong một cuộc chiến không khoan nhượng. Hôm nay, các bạn sẽ được biết về những đội quân độc đáo nhất trên thế giới. Số 5. Bạn đừng nên nghĩ rằng những đội quân hùng mạnh, họ được tập luyện trên một con đường bằng phẳng chân chu với một đôi giày thể thao thật ngầu. Để hiểu đường họ rèn luyện như thế nào thì hơi khó khăn đấy. Nhưng nếu bạn tập cử tạ và rèn luyện thể dục thể thao thì bạn có thể hiểu được điều đó rồi. Hãy tưởng tượng họ tập luyện trên một con đường đầy những mảnh san hô vụn và những hòn đá sắc nhọn. Nhưng không phải chỉ đi trên con đường đó mà phải úp bụng, trườn qua và không được dùng tay của mình. Đó là cách mà chúng tôi có thể miêu tả về một môi trường đào tạo của người nhái ở Đài Loan. Lực lượng hải quân khi vượt qua bài kiểm tra cuối cùng có một cái tên rất hay, đường đến thiên đường. Chính cảm xúc của những học viên sẽ giúp cho bạn hiểu rõ những điều mà chúng tôi đang nói. Khi kết thúc bài kiểm tra, họ tưởng thưởng cho mình bằng những cái ôm với người thân. Họ giờ đã trở thành người lính, được trang bị đầy đủ kỹ năng và chắc chắn rằng họ cảm thấy vô cùng tự hào. Nếu có thể, bạn nên dành cho mình một cơ hội để trải nghiệm và luyện tập trong 9 tuần ở những đơn vị quân sự ưu tú của Đài Loan này. Hãy để cho bản thân rèn luyện hết sức mình nhé. Số 4. Trong số hàng triệu người tham gia vào Thế chiến 2, thì có 1.100 người được biết từng tham gia đội quân ma trong lịch sử, một đội quân riêng biệt được tạo nên dựa trên sáng kiến của lực lượng quân đội Mỹ. 8 ngày sau khi các đồng minh vừa xây dựng mặt trận phía Tây năm 1944, những quân sĩ của đội quân ma thực hiện cuộc hành quân đầu tiên. Ưu điểm chính của họ là sự khéo léo và kỹ năng hành động chớp nhoáng, nhưng không phải về kỹ năng chiến đấu cũng có thể gọi là cú lừa đầu tiên từng được thấy trong chiến tranh và họ rất có năng lực trong việc này. Một nhà thiết kế, một nhiếp ảnh gia, một nhà biên tập và những người làm nghề nghệ thuật khác đã đánh lừa những quân sĩ của Đệ Tam Đế, Đức Quốc Xã qua nhiều tháng với sự trợ giúp của 17 bóng bơm hơi có hình dáng của chiếc xe tăng, xe tải và pháo binh. Biện pháp chống đỡ này cần được sử dụng để đưa thông tin sai lệch cho quân đội Đức về vị trí hành quân của đoàn quân đồng minh. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng một chiếc xe tăng bơm hơi giống như bơm tấm đệm nhảy cho con nít. Không hề. Mẫu thiết kế dựa trên một khung ống nơi mà không khí được bơm vào bởi một máy nén. Thử thách ở đây là phải tạo ra sự ngụy trang sao cho thật chân thực nhưng không quá phức tạp. Quan trọng là phải làm sao cho cảm giác giống thật nhất. Ví dụ như tạo nên một âm thanh ngoại cảnh mà người lính đã ghi lại ở trại huấn luyện. Đó là tiếng súng nổ và âm thanh di chuyển của cỗ máy chiến tranh. Những người lính không giới hạn bản thân chỉ bằng những thứ thổi phồng lên. Dựa vào tất cả sức mạnh của tinh thần của Hollywood, họ có những tiệm cà phê của Pháp và thảo luận lớn tiếng về các chi tiết chiến dịch quân sự. Và chắc chắn rằng điều đó là những từ họ tự biệt đặt ra. Số 3. Ở trường, thường dạy chúng ta rằng những người chỉ huy rất nghiêm khắc. Nhưng tại sao họ lại phải hát khúc hành quân trong khi họ có thể hát những bài hát ngôn ngữ của chính nước họ chứ? Tạo điệu bộ với đôi tay và lắc lư hông. Đó là phong cách hành khúc của những người lính châu Phi. Và sự ra đời đột ngột của nạn nhân biệt sắc tộc không thể ngăn họ cùng nhau phối hợp lắc lư theo điệu nhạc. Những chàng trai châu Phi này rõ nổi tiếng về những cách tiếp cận độc đáo. Vì thế, nếu không có những động tác nào, họ bắt chước theo những tiếng súng và tiếng nổ với sự trợ giúp, sự phối hợp cùng nhau và trí tưởng tượng để khai hỏa vào mục tiêu giả tưởng. Một bài học rút ra thông cách huấn luyện của đội quân này. Chúng ta có thể luyện tập mà không gây nguy hiểm cho đồng hành của mình. Đây là một cách tiếp cận thật tinh tế. Số 2. Nếu bạn là con gái, bạn nên nói năng nhỏ nhẹ. Hãy thử nói điều này với những người lính trong đơn vị quân sự nữ của Israel, thể hiện quan điểm của bạn về việc nấu nướng hay nét duyên dáng nhẹ nhàng của người đó và để xem hình phạt kỷ luật nào sẽ áp dụng đối với bạn lúc đó. Hãy bắt đầu với một sự thật rằng một cô gái Israel đều được gọi đi nghĩa vụ quân sự như mọi người đàn ông. Điểm khác biệt duy nhất là hầu hết các cô gái phục vụ trong đơn vị không tham chiến. Cũng có những ngoại lệ như tiểu đoàn Kakakan, 2/3 của tiểu đoàn là phụ nữ và số ít đàn ông còn lại nên nỗ lực để được tôn trọng. Nhiệm vụ chính của tiểu đoàn không phải là về kỹ năng khéo léo mà về phòng thủ thật sự ở biên giới phía nam của Israel. Chiêu lùng bọn khủng bố di cư và buôn lậu trái phép và họ cũng có thể đưa ra những quyết định khéo léo trong quân đội. Đây có thể nói là đội quân độc đáo nhất trên danh sách này. Số 1. Để sẵn sàng bảo vệ đất nước, bạn không nhất thiết phải tập trung hàng trăm ngàn binh lính. Như đội quân San Marino chỉ có vỏn vẹn 80 lính. Dù sao thì không có ai có thể bỗng dưng tước đoạt quyền độc lập của một đất nước.
Nhưng tất nhiên là sự tự chủ cao nhất trong lĩnh vực địa lý, khả năng tiếp cận và sức mạnh của khối óc vẫn rất quan trọng. Ngày nay, đội quân San Marino đảm nhận vai trò của cảnh sát hơn là một đội quân bảo vệ sự ổn định của một đất nước. Đội quân canh phòng quốc gia thành lập vào thế kỷ thứ 18 và được trang bị kiếm để bảo vệ những thành viên quốc hội trong khi lực lượng chiến binh thì duy trì trật tự bên trong. Phục vụ quân đội trong mỗi nước Cộng hòa nhỏ ngày nay không còn bắt buộc nữa, nhưng những người lính nguyện vẫn sẽ luôn được chào đón. Mặc dù tất cả đội quân kể trên đều rất độc đáo, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ muốn phải đối mặt với họ. Đừng bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.